Cách đây hơn 60 năm, vào những ngày mùa thu tháng 8 năm 1954, Đại đoàn 308 vinh dự được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ về tiếp quản thủ đô. Tiểu đoàn Bình Ca đã đi tiên phong vào các vị trí trọng yếu Pháp đóng quân để bảo vệ nhân dân và tài sản chung, không cho địch phá hoại và làm công tác chuẩn bị đón đại quân về thủ đô. Quãng thời gian tuy ngắn nhưng không thể nào phai mờ trong tâm trí những người chiến sĩ Bình Ca. Các vị trí mà những người lính của tiểu đoàn Bình Ca đi qua được ví như những trận địa với những cuộc chiến đấu không có tiếng súng nhưng rất gay go và phức tạp. Nhà máy nước Yên Phụ, trước và sau giải phóng thủ đô vài ngày. Công trình trọng yếu này được tiếp quản và bảo vệ rất nghiêm ngặt. Thời điểm đó, nhà máy là nơi cung cấp nước cho toàn thành phố. Tại vị trí này, có tới 14 đồng chí của ta được triển khai tiếp quản, bảo vệ. Hơn 90 tuổi, cựu chiến binh này vẫn nhớ như in những ngày căng thẳng khi cùng đồng đội tham gia thực hiện nhiệm vụ tại đây. Căng thẳng vô cùng như thế này, trước đó đã báo rồi là hai cái đội quân đánh nhau ngoài chiến trường còn mất bây giờ gặp nhau, cho nên là phải hết sức bình tĩnh. Trụ sở Công an thành phố Hà Nội trên đường Trần Hưng Đạo. Hơn 60 năm trước, nơi này là Sở Cảnh sát Bắc Việt. Cựu chiến binh Dương Niết và ba đồng đội khác là những người được giao tiếp quản và bảo vệ vị trí này. 35 vị trí mà những người lính của Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp nhận là 35 trận địa, nơi diễn ra những cuộc chiến đấu không có tiếng súng nhưng rất gay go phức tạp. Việc bảo vệ các vị trí này có ý nghĩa quan trọng tới sự duy trì ổn định, hòa bình của thủ đô. Bác Hồ thì giao cho chúng tôi, tức là bác có nói như này, vào làm sao mà đảm bảo được cái hoạt động của thành phố nó vẫn như bình thường. Giao thông đi lại, điện nước là vẫn đảm bảo cho dân. Thế cứ để cho nó phá những cái nơi đấy thì dân Hà Nội phá nước thì không có nước, phá điện thì không có điện, nó cản trở giao thông. Cho nên là bác ấy dặn là phải đảm bảo được cái sinh hoạt cho thành phố. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những vị trí trọng yếu như ga Hàng Cỏ, nay là ga Hà Nội, hay nhà máy điện Yên Phụ cũng như nhiều địa điểm khác giờ đã có sự đổi thay phát triển. Nhưng giá trị lịch sử và ý nghĩa to lớn của việc tiếp nhận, bảo vệ những vị trí này trở thành mốc son quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của thủ đô.